Ok, rồi chào bà con. Bây giờ mình tới nhà bà Thuấn để Việt Kỳ đang ở đây để mời phải nhưng mà mình đường không biết đi, phải nhờ Phú dẫn đường. Thì giờ tới nhà bà Thuấn đây. Nhưng mà Tuấn hồi xưa đây. Tới nhà bà Thuấn hồi xưa. Mình coi tất cả một cái đều khắc lạ hết hả? Đây, đây khắc lạ đây. Đây đi cây đám này thì coi như kính nhớ tổ tiên. Còn bên phải quá cho bằng khen nè. Coi như vì học giỏi lắm đây, rồi chuẩn bị đi Mỹ. Chuẩn bị đi Mỹ thì đã coi như đứa nào cũng ráng học. Đứa nào cũng ráng học giỏi hết trơn trọi á. Thì đây cũng tập dượt hết trơn trọi này, có dàn máy may rồi máy bắt sổ nè. Cây cuộc sống ở Việt Nam đây thì có phòng này kia thì cũng gì cũng ngăn nắp lắm rồi, cũng ngăn nắp rồi. Cây đây sinh hoạt ở nhà, sinh hoạt ở nhà đây. Giao con có thứ mấy? Con thứ hai hả? Đây cũng ngon lành lắm luôn. Tới ba anh mèo vậy á, ba anh mèo hay ba chị mèo không biết nữa. Thì đó, sinh hoạt ở đằng sau để nấu ăn này kia cái nọ, coi như cuộc sống như vậy cũng được rồi. Đây đi 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 đại khái chút xíu rồi hết giờ rồi, còn có mấy còn có hơn tuần nữa bắt đầu đi rồi. Thì ngày chủ nhật. Bây giờ tới mời mời gia đình của Kỷ, gia đình Kỷ rồi bắt đầu chuẩn bị đi ăn chủ nhật này, đi ăn chủ nhật ăn phải không? Chủ nhật này tổ chức cái gì? Mới nhớ không? Mọi người đã về chơi lâu không? Mở về lâu. Mở tới tháng 10, đầu tháng 1 mở đi. Cậu mấy đứa nhỏ thì 2 tuần, 10 ngày nữa thì về. Cậu về trước cả tháng, 2 tháng rồi chờ. Bây giờ nên gần thì mục đích là đây mà thôi, rồi hy sinh thì em rồi. Đâu có làm bà nó đâu. Mấy tháng rồi mà không nè, không phải đâu, kiểu cái khó làm lắm đó bà. Thành ra để về Úc. Mấy lần đấy, tôi đi về Úc làm mà tiền của bằng đó. Đây sinh hoạt của nhà bà Thuấn hồi xưa, thì giờ Kỳ ở, thì đang chuẩn bị phỏng vấn đi Mỹ. Thì coi như Mỹ bây giờ thì COVID nó dồn hồ sơ quá nhiều. Hồ sơ quá nhiều thành ra bị phải chịu thôi. Rồi giờ mời mấy cháu coi như chủ nhật này đi ăn mừng đại cái gì? Ăn mừng thường thọ của bà ngoại của mấy đứa đó. Thành ra mời mấy đứa tới coi như tổ chức trong nhà rồi mời nhẹ các cháu tới thôi. Ok, thời tạm thời mình ngưng máy nha bà con. Rồi bây giờ mời tới nhà mình đi cháu tiếp rồi bắt đầu mời. Còn một số thì dương quý không tới được thì nhờ Phú gọi hả? Về đây cũng chẳng có số điện thoại của mấy đứa gì hết ạ. Ok, mình tạm thời ngưng máy rồi bắt đầu mình sang nhà kia ha. Ok.